Cảm ơn quý vị bằng giữ màn hình để tiếp tục. Bí Phượng cảm ơn quý vị theo dõi hình ảnh tang lễ giám đốc SBTN Boston, chương trình do Võ Thành Toàn, Minh Thúy và Võ Thành Nhân thực hiện. Kính thưa quý vị, chúng tôi hiện nay đang có mặt tại tang lễ của anh Hà Văn Tải, một trong những người cộng tác với lại đài truyền hình SBTN. Anh là một cái chi nhánh ở Boston, thì anh em chúng tôi là ở Washington DC thường hay lên đây để mà giúp anh Tải từ cái lúc mà thiết kế cái phòng thu hình cho đến huấn luyện training cho các em. Thì ngày hôm nay đây, trong cái buổi chia tay như vậy, thì cũng có một số những anh em đến rất là đông. Và đây là hai cái trụ cột, một người mặt nổi, một người mặt chìm, một người ở phía trước, một người ở phía sau, để mà có những cái chương trình truyền hình Boston mà phát trên khắp nơi. Thì chúng tôi xin được tiếp xúc với lại hai anh chị để mà hai anh chị có thể chia sẻ những cái sự hiểu biết của mình trong cái vấn đề mà thực hiện những chương trình truyền hình, cũng giống như cái nỗi đau của mình khi mà anh Hải Văn Tải ra đi. Trước hết, anh Nhân xin được kính chào Trưởng Tuấn, kính chào Phương Chi. Minh Tuấn và chị Phương Chi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN DC, VNTV và VNTV. Phương Chi xin đại diện cho tất cả các thành viên của SBTN Boston xin kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình SBTN DC và VNTV. Trước một sự mất mát rất là lớn cho những anh em khi chúng ta làm truyền hình ở Boston ấy, thì Trưởng Tuấn có thể chia sẻ cái nỗi đau nó như thế nào, và Trưởng Tuấn bay từ ở Houston về đây, cái cảm tình rất là đặc biệt dành cho anh Hà Văn Tải. Dạ vâng, thưa quý vị, như thông thường thì quý vị không có thấy mặt của Minh Tuấn trên đài truyền hình, là tại vì mình đứng sau hội trường để mà làm những cái phóng sự cũng như là những cái tin tức cộng đồng hoặc là những cái hình ảnh đấu tranh. Thật sự quý vị thấy rằng là những cái việc mình làm đó là với sự hướng dẫn của ông giám đốc của chúng tôi, đó là ông Hà Văn Tải. Và hôm nay sự ra đi của ông là một điều rất là thương tiếc cho anh em chúng tôi, vì cá nhân chúng tôi thường hay gọi ông là bố. Đối với ông thì ông cũng như là một người cha tinh thần, đã hướng dẫn, chia sẻ và chỉ dẫn chúng tôi với những sự hiểu biết về cái tình hình dân tộc, và đấu tranh cùng sát cánh với chúng tôi để mà mang lại một cái điều gì đó cho dân tộc. Vì thế sự ra đi của ông đối với anh em chúng tôi là một điều hết sức và vô cùng thương tiếc. Vâng, thưa quý vị. Và được biết là trong lúc mà chúng ta làm cái chương trình truyền hình của SBTN Boston ấy, thì Phương Chi rất là busy, rất là bận rộn. Nhưng mà cái thời gian dành cho đài truyền hình đã giúp cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại hiểu được những sinh hoạt ở Boston, nhờ Phương Chi là một cái anchor, là một cái người chịu trách nhiệm ngồi trước cái ống kính của Boston. Thì Phương Chi ngày hôm nay có những cái chia sẻ gì mà Phương Chi cảm nhận rằng trong cái lúc mà mình làm việc với lại anh Hà Văn Tải, mình có những điều gì mà mình học hỏi được, mình muốn chia sẻ, hoặc là có những cái công việc gì mà của anh Tải và chị Liên đã cho chúng ta những cái cơ hội để mà làm việc chung, thì cũng có thể chia sẻ với lại quý đồng hương. Xin mời Phương Chi.
Dạ, trong suốt thời gian qua, Phương Kỳ có dịp được làm việc với chú Hà Văn Tải, cũng như là thông thường thì các thành viên của SBTN Boston của chúng em thì gọi là bố Tải. Thì trong suốt thời gian làm việc với SBTN Boston, có thể nói là Phương Kỳ là gắn bó với đài từ lúc đầu là khoảng trên 10 năm và cũng đi rất là nhiều nơi với lại bố và cô, gặp gỡ tất cả các chú, các bác Việt Nam Cộng Hòa và học hỏi rất là nhiều những lời chỉ dạy của các đàn chú, các bác, và dạy các em những từ lời nói, từ làm một phóng sự và đem lên những cái tiết mục, những cái chương trình rất là quý để cống hiến đến cộng đồng của Việt Nam, của Boston cũng như tất cả các nơi trên thế giới. Sự ra đi của bố để lại cho tất cả các thành viên của SBTN Boston cũng như cộng đồng Việt Nam tất cả khắp nơi là một sự mất mát rất là to lớn, và tất cả ở đây đều ghi nhận sự đóng góp rất là tích cực của chú Hà Văn Tải. Và xin mừng đây con Phương Kỳ đại diện cho tất cả các thành viên của SBTN Boston. Xin cảm ơn anh Nhân từ Washington DC và tất cả các thành viên của truyền thông, báo chí của khắp nơi cũng như tất cả các hội đoàn đã đến để chia buồn với chú và tiễn đưa chú ra đi. Vâng, kính thưa quý vị, thì cá nhân tôi bay từ Houston xuống để mà tiễn đưa cho cái công việc chung, tức là ông giám đốc của chúng tôi, và cá nhân thì là người bố trong tinh thần để tiễn đưa ông lần cuối. Và nói tận đáy lòng thì đây cũng là một điều mất mát rất là to lớn đối với dân tộc, vì biết rằng theo ông bao nhiêu năm, ông là một người cực kỳ yêu nước và luôn đấu tranh tới hơi thở cuối cùng. Tới lúc ông nằm trên giường bệnh, ông vẫn còn nghĩ đến cái chuyện là làm sao đấu tranh và làm sao để mà mang lại cho dân tộc hòa bình, cho toàn người dân Việt Nam có một cuộc sống an lành. Thì đó là một cái tinh thần mà cá nhân anh chị em chúng tôi luôn cố gắng học hỏi, và dĩ nhiên là sẽ cố gắng noi gương ông theo cái bước chân của ông, dẫu biết rằng không bằng nhưng mà cố gắng hết sức. Vâng, kính thưa quý vị, một lời cuối cùng thì thay mặt cho SBTN Boston, chúng tôi vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của ông và cũng chia buồn cùng đến tang quyến. Dạ, cảm ơn quý vị. Vội quên tim lăn trên đường mòn.